Chào các bạn. Thì trong thời gian qua thì Dailymotion nó có những cái thay đổi, tức là nó đã chuyển qua cái nền tảng API mới để mà phát hiện ra được cái định chế API lên cái tool upload report upload của mình nó gặp sự cố và nó không hoạt động. Thì hôm nay mình quay cái video này để mà chia sẻ với mọi người cái cách để mà khắc phục cái tình trạng này. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái phần mềm file VPN, đó là mình cái dùng cái WinScribble này. Thì cái mọi người nói chung là có thể là sử dụng nhiều cái phần mềm khác, phần mềm khác như là ví dụ như là cái 2MS em a đó, đó là 2MS đó. Nó tức là những cái phần mềm mà chuyên dụng về cái VPN á, làm sao cho nó ổn định, nó ok chút xíu là được. Thì để sử dụng để tìm cái phần mềm này thì mọi người lên trên Google tìm search cái tên của nó là thôi. Đây, WinScribble Free hay là WinScribble gì đó, rồi vô cái trang chủ của nó tải cái đó về, download tải cho cái phần Windows đi. Thì cái này thì nó có cái add-on của Chrome nữa đó. Nhưng mà mình khuyên là nên xài cải cái shop ở dưới máy tính, tại vì nếu mà mình cài cái trên cái trình duyệt Chrome á, thì mình qua mỗi một cái profile cái tab á, thì mình lại phải cài vào một lần nữa làm cho nó nặng cái profile thêm thôi. Thì khi mà mình cài một lần ở dưới cái máy tính như vậy thì mình có thể mở một khi mà mình mở lên á, thì các cái nguyên cả một cái máy tính hệ thống của mình luôn là nó chuyển luôn cái địa chỉ IP luôn. Thì mình nên cài đi xuống ha, tải xuống các bạn cài vô ha. Cài vô thì nó sẽ bật lên, nó hỏi các bạn có tài khoản hay chưa. Lúc này các bạn có thể đăng ký một tài khoản, thì có thể các bạn đăng ký tài khoản thông qua cái link của mình. Thì mình sẽ cung cấp cái đường link trong cái phần mô tả của cái video này, hoặc là trên cái bài viết chia sẻ trên blog của mình. Mình sẽ chia sẻ được cái đó lên các bạn. Các bạn tải về đăng ký một tài khoản. Đăng ký tài khoản cũng rất là dễ thôi. Ví dụ đây, sign up. Cái tài khoản này là đây là cái địa chỉ email nha. Địa chỉ email nha, để mình lấy cái địa chỉ email. Phía dưới này mới là địa chỉ email nè. Cái này là cái user thôi. User thì mình để như vậy đi. Rồi, create tài khoản. Thì khi mà mình tạo tài khoản về thì mình sẽ được 10 GB data account. Nếu mà confirm thì được 10 GB, hiện tại đây được 2 GB miễn phí. Hay mình active. Rồi, has been confirmed. Đây, thì sẽ được lên được 10 GB. Nếu mình không confirm thì nó được 2 GB thôi. Tức là mình sẽ được 10 GB bandwidth. Mình sẽ được 10 GB bandwidth này. Nếu mà các bạn mà đăng ký thông qua cái link của mình giới thiệu thì các bạn sẽ được tặng thêm 1 GB nữa. Tức là bạn sẽ được 11 GB. Thì đồng thời như vậy thì mình cũng được thêm 1 GB. Thì nếu mà các bạn muốn có thêm 1 GB nữa thì đăng ký thêm qua cái link mình giới thiệu trong cái bài viết trên blog của mình. Rồi sau khi có tài khoản rồi thì mở cái phần mềm lên rồi đăng nhập vào.
Rồi như vậy là mình đã đăng nhập vào phần mềm rồi ha, thì mình đây mình đang có 10 GB. Thì các bạn click on này nè để bật nó lên, thì nó báo là cái này nó đang được nói chung là cái trường lửa này chấp nhận luôn nè. Ở sở dĩ mình cài phần mềm này vào đấy thì vì nó phải thông qua một cái bước trường lửa nữa. À. Thì ở đây thì mình khuyên các bạn là nếu ví dụ như các bạn biết chính xác cái quốc gia nào thì các bạn chọn quốc gia đó. Ở đây nó chỉ có một số quốc gia nó cho phép thôi. À. Thì, mấy cái quốc gia mà nó có dấu check đây là nó không chọn rồi nè. À, cái này có thể chọn được. Ở đây thì nó tự động nó tìm ra cái vị trí cái quốc gia tốt nhất để mà có được cái địa chỉ IP. Nhưng mà mình nên chọn cố định cụ thể một cái quốc gia nào đó để mình biết được nó đang ở ở quốc gia đó. Ví dụ như mình chơi nhiều kênh, nhiều cái nhiều kênh khác nhau trên một máy tính, thì cứ mỗi một quốc gia thì mình chọn lại một cái kênh net, cái IP này nó sẽ khác nhau. Còn để cái best location thì nó luôn luôn là một cái IP thôi. Đó. Thì ví dụ ở đây mình mặc định mình để cái best location đi ha. Rồi, thì như vậy thì qua đây xong rồi mình sẽ refresh lại cái trình duyệt của mình. À quên nữa, để mình kiểm tra này là con nó có hoạt động hay không á. À, thì các bạn vào cái trang hover.net. Ở đây nó sẽ chuyển qua cái vị trí là Hồng Kông rồi nè. Ở này ok nè, nếu mà bây giờ các bạn tắt nó đi nè. Tắt nó đi thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ IP của Việt Nam. Còn nếu mà bật nó lên thì nó hiện qua cái địa chỉ của IP bất kỳ. Ví dụ như ở đây mình nãy mình bật lên thì nó giờ nó chuyển qua bên đây, qua Hồng Kông nha. Tức là nó đổi đi cái địa chỉ IP khác là được, là ok. À, sau khi mà đổi địa chỉ IP khác xong nó bạn đăng nhập vào trong cái tool của mình. Đăng nhập vào. Xong rồi nhập cái địa chỉ IP vô. Thì sau khi nhập địa chỉ IP vô thì do cái hiện tại bây giờ mình đang sử dụng một cái địa chỉ IP của bên Hồng Kông, nên nó có một số cái hạn chế, tức là cái tính năng sử dụng bằng U2P này nè không sử dụng được. Đó là tôi nó không hỗ trợ get link từ Google được, ví dụ như U2P hay Google Drive vậy đó. Thì do mình sử dụng cái địa chỉ IP này nè, nên khi mà mình get link của YouTube thì nó sẽ lấy địa chỉ IP của cái server server mình đang chạy đây, chứ nó không lấy theo cái server cái IP của hiện tại bây giờ là Hồng Kông mình mong muốn. Nhưng mà có dù có get nữa thì bây giờ Dailymotion nó fix rồi, nó không cho upload từ YouTube qua nữa. Đó là một cái hạn chế. Còn upload từ Facebook và từ URL trực tiếp là ok. Ví dụ như ở đây mình test cái phần Facebook cho các bạn coi nè. Ví dụ ở đây mình có chuẩn bị cái video này từ cái Facebook. Facebook thì các bạn nên lấy cái link trực tiếp đến cái video mà mình đang phát luôn ha. Dán cái vô đây. Rồi xong rồi nhập cái tiêu đề vào. Này vườn sao băng, ví dụ vườn sao băng 2018. Này là tập 30 đi. Rồi. Vừa sau 2018 chọn lại cái ngôn ngữ. Rồi kiểu movie vườn sao băng 2018. Vườn sao băng. Rồi nhấn upload. Thì khi mà mình lấy cái upload này thì cái tool này nó sẽ sử dụng cái IP này nha, để mà upload video thì nó đang 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 chuyển qua nè, đang đưa cái video qua. Các bạn kiểm tra tại thì một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy đây, cái video nó được up qua rồi nè, video up qua ok nha. Đó là upload từ Facebook. À, thì upload từ cái URL là cũng tương tự luôn, chỉ có điều là của YouTube và cái multi YouTube này nó không 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 xài được. Mình sẽ xóa cái tính năng của YouTube.
mình sẽ xóa cái tính năng đó này đi, tạm thời mình xóa nó đi ha. Tức là hiện tại bây giờ mình chưa có giải pháp để mà upload từ hai cái này, mặc dù mình cũng đã thử tool, thử file AP để mà get link nhưng mà nó không hỗ trợ nó upload được nữa ha. Thì nói chung là cái phần mềm này thì các bạn có thể sử dụng các phần mềm khác nha, mình không có bắt buộc các bạn sẽ sử dụng cái phần mềm này, nhưng mà đối với mình thì phần mềm này nó cho 10 GB data, mà các bạn upload như vậy thì cái dung lượng mà nó load của cái phần mềm này, nó chạy ra cái phần mềm của mình đây là rất là thấp. Ví dụ như đây các bạn xem, hồi nãy giờ mình truy cập ở đây mình chỉ upload một cái file video qua không thì cái dung lượng nó mất đi có khoảng có 2 MB thôi, 2 MB trên 10 GB. Thì mình nghĩ là trong vòng một tháng trời thì 10 GB này nó quá quá là ok luôn, quá là ok so để mà upload các cái video từ Facebook hoặc từ URL mình up qua à. Rồi như vậy thì mình đưa ra giải pháp của cái tool upload, remote upload này nha à. Thì nếu mà bạn nào mà có nhu cầu hoặc là mong muốn sử dụng tool thì liên hệ với mình. Mình ở đây mình có để cái bản giá của tool ra đây rồi. Thì bản giá của mình là hiện tại, trước đây mình cho miễn phí 3 ngày. Nhưng mà bây giờ mình không cho miễn phí nữa rồi. Mình áp dụng luôn thẳng luôn là một tháng là $2. Rất là rẻ nha. Bạn nào mà mua liên tục 5 tháng thì mình sẽ giảm giá cho nha. Các bạn nào mà có nhu cầu thắc mắc thì các bạn có thể gửi mail hoặc mình hoặc là liên hệ Facebook của mình nha. Rồi video mình hướng dẫn đến đây là kết thúc nha. Bạn nào còn có hỏi gì có thể liên hệ hoặc là comment ở bình luận video trên kênh của mình sẽ phản hồi cho các bạn. Rồi cái video của mình đã được up qua rồi. Thì cái từ khóa này là nó bị dính cái lỗi người lớn này, các bạn cứ kháng gửi cái ID này kháng cho support đây là mới xanh là được mở hết. Mà đã thử kháng cái từ khóa này rồi, cái key rồi, kháng rồi là mở ra hết. Thì trong thời gian qua thì có một số bạn hỏi mình là làm sao để mà upload được nhiều kênh. Thì đầu tiên là cái kênh thứ nhất là mình xài cái đầu file thứ nhất, rồi cái kênh thứ hai mình xài cái đầu file thứ hai. Ví dụ mình mở thêm một cái đầu file nữa là mình mở thêm cái tool lên rồi mình cũng đăng nhập vô ha. Rồi cứ bình thường, nếu mà ở đây mình chọn cái IP khác thì ở đây mình sẽ có được một cái IP khác để mà mình upload cái kênh này. Đó, các bạn lưu ý là mở cái đầu file trên đây ha. Thì có một số bạn hỏi mình thì mình ở đây mình bổ sung thêm luôn là cái phần đó là sử dụng cái tool trên nhiều kênh, tại vì mình đã hướng dẫn các bạn cách chơi nhiều kênh trên một máy tính bằng cách nhiều cái profile rồi đó. Thì cứ mỗi một cái profile các bạn mở một cái lên tool lên up thoải mái thôi ha.